Và hiện tại giải Phong Hòa xin mến chào quý anh chị cùng các nhà đầu tư. Hiện tại em đang đứng đây là mặt tiền đường nhựa thông rộng 17 m cả lề luôn quý anh chị ha, của xã Long Mỹ, huyện Đảo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. View núi Mình Đạm nha quý anh chị, thì cách biển Lan Rừng khoảng độ tầm chưa đến 2 km là đến quý anh chị ha. Thì đây là quán cà phê Đồi Gió, Đồng Gió nha quý anh chị, rồi nghỉ dưỡng, rồi khách sạn, rồi hôm tay ha. Nói chung là tất cả trong đây hết nha quý anh chị. Đó, đây là biệt thự nè, nhà vườn nè. Hướng này anh chị đi ra tỉnh lộ 4A đường Võ Thị Sáu, đi khoảng độ tầm 1 km là tới ủy ban dân xã Long Mỹ, rồi tới đường Võ Thị Sáu, rồi đi về biển Phước Hải quý anh chị ha. Thì hôm nay em có sản phẩm đây. Hướng đông nam nha quý anh chị. Ngang là 6m3, sâu là 30m. Đó, trong đó có 100 m thổ cư quý anh chị ha. Thì hiện tại là buổi chiều nên là cực kỳ nắng nha quý anh chị. Đó, ở đây là nắng, buổi chiều là hướng này là nắng, nhưng mà cái đất của mình là hướng đông nam nên là cực kỳ mát mẻ quý vị ha. Đó, gió mát vời vời luôn. Đó, đối diện cái view đồng như này đây. Đó, đối diện cái hôm tay nè. Ở đây là cái này là Đồng Gió, quán Đồng Gió, rồi có cà phê này, check-in rồi cắm trại Đồi Hoa. À, đây quý vị ha. Đó, là đối diện miếng đất của mình nha quý vị. Bên này nó là làm dự án lớn lên nè. Bên này nó cũng là làm nhà vườn, biệt thự rồi các thứ quý vị ha. À, đây nha quý vị, để em quay sơ cái Đồi Đồng Gió cho quý vị xem. Để chút nữa em quay cái phải lại cam cho quý vị xem nha. Đó, thì quán này thì người ta đầu tư vô đây cũng em nghĩ cũng phải là mấy chục tỷ nha quý vị. Đó, rất là rộng luôn, mấy mẫu trong đây. Đó, thì miếng đất mình nằm đây nha quý vị, không vướng phong thủy gì nha quý vị. Ở đây là điện nước nhà nước luôn quý vị ha. Đó, điện nước nhà nước luôn. Hiện tại chủ cần tiền bán gấp với giá là 1 tỷ 850, còn thương lượng nha quý anh chị. Từ vị trí này nha, bắn thẳng gió này, hiện tại là gió biển nha quý anh chị, bắn thẳng ra biển Phước Hải, đâu đó khoảng độ tầm 1,5 cây số thôi là tới biển Phước Hải rồi. Đó, rất chỉ là gần luôn, 1,5 cây đến 2 cây số ha là tới biển Phước Hải rồi nha quý anh chị. Còn Lăng Rừng là đây, cái đường đây là đi ra đây thì bọc theo đây là đi ra Lăng Rừng quý anh chị ha, khoảng độ tầm 2 cây số ha. Rồi, để em quay sơ cái file lại cao cho quý vị xem nha. Thì đây em quay đất mình thì dung dứt không có bị tốt tiết gì nha quý anh chị, đất cao ráo bằng phẳng ha. Từ cái vách tường này qua nha quý anh chị. Rồi, để em quay sơ cái file lại cao cho quý vị xem nha. Đây là cái khung cảnh của cái quán hôm tay cánh đồng gió quý anh chị ha. Là sau lưng cái cánh đồng gió này là một cánh đồng nha quý anh chị, cực kỳ mát mẻ luôn. Hết cánh đồng là đến đường 42 m. Rồi đến biển thị trấn Phước Hải nha quý anh chị. Là từ cái sau này cái mình tính ra Long Mỹ nhưng mà ráp danh Phước Hải quý anh chị ha. Cách biển Phước Hải khoảng độ tầm 2 cây số thôi nha quý anh chị nha. Đây, là mình là đối diện sản phẩm của mình là đối diện xéo xéo cái quán cánh đồng gió này nha quý anh chị. View biển nè, vừa đi ra biển cũng gần quá vậy ha, rồi view núi luôn. Cách cái núi Mình Đạm là mình nhìn trực diện cái view núi này nha quý anh chị. Thì cách cái núi này khoảng đâu đó khoảng độ tầm 500 m thôi quý anh chị ha, 500 đến 600 m đến 700 m thôi là tới cái view núi Mình Đạm rồi nha quý anh chị. Bên này là có cái trắng trắng này là cái hồ sữa bông, nhưng mà mùa nắng này là cạn nước rồi quý anh chị ha, mùa mưa là nước lên láng luôn nha quý anh chị. Đường mình là thông từ bên ủy ban dân xã Long Mỹ đi về Lan Rừng rồi đi về Long Hải quý anh chị ha. Đường là thông nha quý anh chị. Đây em quay chi tiết cho quý anh chị xem này. Ở khu vực mình là gió biển mát cực kỳ quý anh chị nha. Gió từ bên Phước Hải vô nha quý anh chị. Đây là cái vị trí đất của mình đây quý anh chị ha. Thích hợp nghỉ dưỡng này, đầu tư sinh lời này. Xung quanh là người ta làm, người ta mua vậy, người ta rào hết lại rồi nha quý anh chị. Thích hợp nghỉ dưỡng đầu tư sinh lời quý anh chị ha. Cái khu vực của mình là dân cư mới nha quý anh chị. Đổ về rất là đông luôn, chuẩn bị là nhà bên tay trái của mình là cách mình 200 m là người ta sang lắp, người ta làm nhà nha quý anh chị. Mình đối diện là có cái em quay cái sơ cái cánh đồng gió cho cái quán cánh đồng gió quý anh chị xem nè, rất là mát mẻ quý anh chị ha. Đây, anh chị thấy rộng lớn bao la. Cái này khoảng độ tầm hơn 2 mẫu quý anh chị ha. Hơn 2 mẫu cái này nha quý anh chị. Cây xanh rồi nhà cửa rồi hôm tây.
Đó, nhà vườn. Đó, rồi đang mở rộng ra phía sau nữa quý anh chị ha. Đó, vị trí này là cực kỳ đắc địa nha quý anh chị. Đó. Này. Đó, tại vì cái khu vực này là cực kỳ mát mẻ luôn, vừa gió biển nè, vừa gió đồng, rồi vừa núi nha quý anh chị. Đó. Giá chỉ có là 1,850 tỷ, còn thương lượng thì anh chị nào mà quan tâm thì liên hệ cho em nha. Cái này là sổ hồng riêng, có 100 mét thổ cư rồi nha quý anh chị. À, đường là hai ô tô tránh nhau thoải mái quý anh chị nha. À, đây miếng đất của mình đây quý anh chị nha. À, đây em quay sơ cái sổ cho quý anh chị xem. Ở đây là cái sổ quý anh chị ha. Tổng diện tích là 187,5 mét vuông, sử dụng riêng đất ở 100. Còn đất trồng lúa nước còn lại nhưng mà chủ hỗ trợ sang tên cho quý anh chị ha. Rồi. À, đây vị trí của mình nha quý anh chị. Thì anh chị có thấy trên bản đồ cái đường lằn đậm đậm này là đường 42 m quý anh chị ha. Đường ven biển thì mình cách chỉ có là đường chim bay là chưa đến 1 km là đến rồi quý anh chị ha. Đó. Vị trí là cực kỳ là nghỉ dưỡng, quá chỉ là tuyệt vời nha quý anh chị. Đó, hiện tại là chủ là lúc trước là mua vào đã là 2 tỷ tư, gần 2 tỷ rưỡi rồi quý anh chị ha. Hôm nay ngọt bán chỉ có 1 tỷ 850 thôi. Đó, chủ cắt lỗ quý anh chị ha. Rồi, anh chị nào mà quan tâm thì liên hệ cho em. Số điện thoại là 0916732748 nha quý anh chị. Rồi, em xin kết thúc video ở đây. Nhớ like và đăng ký kênh quý anh chị ha. Hẹn anh chị video sớm nhất nha.